Về tới nhà là khỏe dễ sợ luôn á. Nhưng mà không dám nghỉ, tranh thủ phải khui mấy cái thùng này ra. Ở mấy cá cũng còn nguyên à. Mấy cá còn nguyên à, còn đá luôn. Khỏe rồi. Lúc đầu á là tại vì nghĩ là quá cảnh tới 7-8 tiếng nên mình định là đóng hai thùng. Thùng mót này và thùng thêm một thùng mót bên trong nữa để cho nó giữ đông. Nhưng mà cuối cùng nữa đồ nó nhiều quá phải bỏ ra một thùng bự luôn. Cứ sợ là nó không có còn giữ đông được. Nhưng mà không sao hết, còn nguyên à. Khui trước 3 thùng này thôi, còn cái mấy cái thùng đồ khô khi nào tỉnh tỉnh khỏe nó khui nổi cả nhà ơi, mệt quá đuối luôn á. Chịu không nổi luôn. Rồi để em dục ra tủ đá. Thơm mắm còn quý. Ngon lành. Lương nè, lương ở dưới nè. Nguyên cái tủ này tha hồ mình đựng luôn, nó trống lỏng rồi nè. Không như cả tháng trời đi Việt Nam chơi cho nên là đâu có gì trong đây. Không có gì trong đây, bây giờ tha hồ mà chất. Dưa mắm này anh bỏ tủ lạnh cho em. Tủ đá luôn á, tủ đá luôn á, nhưng mà anh để tủ đá ngăn ngoài đó đi. Chỉ cá mắm em để trong đây thôi. Khô luôn luôn. Cô đồ đồ một nắng mà mua cho 10 kg. Tha hồ mà. Ăn đúng 2 năm luôn mà, 2 năm sau về rồi mua tiếp. Nói chứ đâu ăn 2 năm vậy vậy. Mấy cái chai lá dứa để chung cái thùng quá thơm dễ sợ. Thêm 2 chai nữa nè. Cứ mỗi một bịch như vậy là 1 kg nè, mà mua cho 10 bịch. Hình như là 1 kg là 150 vậy phải. Không biết nhớ lộn không, 150 hay gì đó. Để chất vô đây. Tha hồ mà ăn. Khô cá cặp. Đây là khô cá dứa. Bịt hai mà. năm mình hai chồng mình ăn khô thôi. Đợt này về mua khô mắm nhiều quá. Chuyến này là qua ăn khô thôi chứ không ăn ăn thịt cá. Bịch nào nó cũng còn đá ha. Nó không phải là còn đá nguyên à. Nhưng mà nó cũng còn. Không hư là được rồi. Không có hư dễ gì hư. Em chất hết nhiêu đây chất nguyên một thùng luôn anh. Đây là cái tủ là nguyên tủ đá. Mẹ bác hỏi nguyên. Cái tủ đá của mình bị lớn. Cái này cao chắc cỡ tới đây em hả? Chắc cũng 1 mét hả? Không biết bao lớn. Gần 1 mét đó. Còn bề ngang nó cũng cỡ 1 mét không đó đi. Này giống như là tủ tủ kem á. Tủ kem á. Không bề ngang không tới 1 mét. Bề ngang không tới 1 mét đâu ha. Còn này là cá cá út nè. Nó cũng còn dốt dốt chứ không phải là còn đá nguyên, nhưng mà nó cũng còn. Cá đó kho hay nấu canh chua ngon lắm á. Nước nhói luôn á. Giờ chất vô trong đây đi thì nấu ăn là tính sao? Cá rô. Này chiên lên ăn ha. Cá rô đồng không? Không, không đồng nổi. Bây giờ Việt Nam mua cá là không có đồng nổi đâu. Phải chịu thôi. Cá lăng. Ồ, cá lăng đó cũng ngon lắm á. Mắc lắm á. Giỡn nào. Cá ngát nữa. Cá lăng, cá ngát. Đợt này là về là hai chồng đóng thùng đồ tươi. Cá tươi vô qua hơi bị nhiều á. Nào giờ rồi đi về bển ít khi nào đóng cá tươi đó. Khô thôi. Nhưng bây giờ là bên đây... thịt thà cái gì cũng mắc, cá cũng mắc, cho nên là thôi cái sẵn cái chuyến mình về sao mình không mua mình ông đá qua, tại vì họ cũng cho phép mình đem qua đó. Mà sao đợt này qua mình không thấy nó kiểm tra anh hả? Giờ nó dễ rồi. Không thấy, biết là nó thấy mặt mình nó cho qua. Thấy tội nghiệp quá cho qua. Mỗi khi em nhớ khi mình lại mình lấy mấy cái hành lý xong á là mình phải đẩy tới cái khu mà nó cho chạy qua mấy cái máy nó kiểm tra. Nhưng mà sao hôm nay hai chồng đi là không có lấy hành lý xong là đẩy tê luôn chứ không có cái khâu đó. Không biết ủa sao? Tại hôm nay hên hay là tại vì nó dẹp rồi cũng không biết. Chắc nó không có người làm. Không biết. Nè, cái này là cá lóc.
Wow, mua được cá lóc luôn hả? Ừ, cá lóc wow. luôn. Nhưng mà nuôi nha, chứ không phải đồng. Nuôi nữa hả? Nuôi. Có nhiều người hỏi là có đem cá tươi qua được không? Mình đừng có đem thịt thôi. Còn những cái giống như tôm hay là cá mà ở dưới nước á, dưới sông á, là mình đều đem qua được hết. Mình mần cho sạch, rồi rửa nước muối á, để cho nó ráo. Cái mình bỏ vô bọc vậy nè, cho nó đông đá, sau đó mình bỏ vô thùng mót. Là mình đem qua đây là nó ngon lành luôn, không có bị rã đông. Hai chồng sợ nha, tại vì quá cảnh ở Seoul là tới 7 tiếng rưỡi nè. Mình cứ sợ là kiểu này là xong rồi, mấy cái đồ mà đông lạnh của mình là chắc xong rồi. Nhưng mà ai ngờ là đem qua là cũng còn ngon lành. Không gì hết. Cái gì đây này? Này cá dứa mà Di mua nè, hai chồng Di với Toàn mua nè. Cái này là một nắng mà để nguyên con luôn. Rồi đây. Chuyến này rồi đi chợ chắc không có chỗ mà để luôn nè anh ơi. Cái tủ này là mình để riêng để mà để đồ đồ sống đó, giống như thịt cá đi chợ á mình mua á. Đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh để đây. Còn cái tủ bự kia thì để giống như mấy cái đồ ăn hộp cho tụi nhỏ. Về bển mình thích đem mấy cái lá dứa này qua lắm. Tại vì mình nấu rau câu á, mấy cái lá dứa này nó thơm. Mình làm sẵn rồi cái là mình pha ra mình đổ rau câu ăn ngon lắm. Mấy cái này là chuối sáp bữa hổm mà mình vô nhà cậu Sáu đó. Chơi cái anh Long anh Đốn đem về cái mẹ luộc lên. Lột vỏ bỏ từng bọc đông đá cho mình đem qua đây ăn nè. Nó cũng được mấy bịch, cũng nhiều phải không? Rồi, xong mấy cái đồ đông đá là khỏe rồi. Bây giờ mình tắm rửa nghỉ ngơi. Sau đó là tỉnh tỉnh rồi bắt đầu mình mới là khui mấy cái thùng thùng đồ khô bên kia kìa. Đi về tới nhà là mừng dễ sợ luôn á con. Mặt mày là thấy nó bơ phờ luôn mà cũng phải bươn mở mấy cái thùng đông đá ra chứ nếu đâu dám để. Hồi hộp cái sợ cái thùng đó không biết nó có bị rã đông không. Nhưng mà cuối cùng là không có sao hết. Cả nhà từ hồi chiều giờ nằm la liệt luôn, mới thức dậy đi ăn. Ăn phở cho tỉnh táo. Bây giờ mình bắt đầu khui mấy cái đồ này ra, lấy ra để sắp xếp cho đâu đó đàng hoàng. Cái này là cái võng nè, ở đằng sau nhà của mình cái võng nó cũ rồi, cho nên là mẹ bà mua cho mình cái võng này mới để mình về mình thay. Thích cái loại này hơn, cái loại lưới nó có lỗ lỗ nè, nằm nó mát hơn. Bữa nào tỉnh tỉnh khỏe khỏe mình ra mình sẽ thay cái giọng đó. Cái giọng đó nó cũ rồi, mấy năm lâu lắm rồi. Mấy cái này là đồ mặc áo dài, mình mai đem qua để đi nhà thờ mặc nè. Đó, cái màu nó ngọt, dễ sợ ngọt chưa. Chưa có giặt, tất cả đều chưa có giặt. Này màu xanh. Đó. Mua trà, cà phê, tiêu, mấy cái gáo dừa đem qua để trồng cái gì đó, trồng bông hoa gì đó, trồng muối. Còn đây là máy tráng phòng sữa nè, bánh phòng sữa ăn liền. Cái loại này là loại nước cốt dừa, nó có nhiều loại lắm nha. Với loại nước cốt dừa sầu riêng. Đâu rồi, đây nè. Rồi loại này màu xanh là lá dứa, mùi lá dứa. Đó. Cái này ăn nó mềm, nó thơm, nó béo nữa, tại nó có nước cốt dừa nhiều, ăn rất là béo. Mà cái này hạn sử dụng của nó hình như đây coi là 30 ngày hay gì đó. Cho nên mấy cái này á, là mình không có để lâu được, để lâu nó sẽ hắt cái dầu lên, ăn không có ngon. Lần này là lần đầu tiên mà mình đóng 8 thùng trở qua Mỹ ra. Về 8 thùng mà qua lại cũng 8 thùng. Mỗi lần á, mình về bển á, thì mình mới đóng 8 thùng. Cho đóng bao nhiêu là đóng hết bấy nhiêu. Còn trở qua đây á, mình mua ít đồ lắm. Nhưng mà đợt này là đóng đủ 8 thùng luôn á. Dễ nhiều luôn. Tại năm nay cái gì bên đây cũng mắc á, cho nên thế. Mua bên Việt Nam qua mua cho gì nên được mua. Sẵn đợt về mình mua cá, mắm này kia đem qua mình đông lạnh ăn. Tại vì bên đây anh ra chợ anh mua là cũng đông lạnh rồi. Đúng rồi. Cho nên đó, tại sao mình về bển mình không mua bên đó, nhiều khi nó rẻ hơn mà được cá tươi nữa. Rồi mình mần sạch mình đông đá thôi. Mấy cái này mẹ mua cho nó sẽ lép hết. Cái này là tỏi tỏi cô đơn. Tỏi đen cô đơn.
ông ăn ông cô đơn luôn. Cho ăn hết cô đơn chứ. Có cái mứt dừa này là hết chê em ha. Ừ, mứt dừa này quá ngon. Mứt dừa này là quá ngon luôn. Mứt dừa này ăn rất là mềm. Người nào mà không có răng á, mua mua mứt dừa này ăn là khỏi khỏi sợ nó bị gãy răng. Ừ, khỏi sợ nhai cũng được. Cái mứt nó mềm lắm, cái nó không có bị cứng, không có khô. Dừa nó giống như là dừa mềm. Ừ, dừa mềm á. Tôm khô. Tôm khô này á là mẹ mua là 1 triệu mốt hay 1,2 triệu cho 1 kg đó. Ừ. Một bịch gì là bịch nửa ký. Nhiều lắm á. Nó ăn một bịch đó ăn. Cái này để mình nấu canh rau cải ăn hoặc là nấu bún riêu á. Canh bỏ vô dừng vài con ngọt ngọt nước. Ngọt nước. Khui ra mà cầm lòng không nổi, phải cắt ra ăn liền luôn mới được nè. Rồi mẹ mai á. Mẹ mai hả? Quá chừng luôn. Chắc như cái núi gì đó. Toàn là đồ ăn giặt không à? 2 năm nữa là không được mua đồ nữa nha. Sao vậy? Từ đây tới đó. Thì đồ mà từ đây tới 2 năm nữa mới mua. Cái chai bự đó của cậu Sáu đó anh. Cậu Sáu cho. Ừ. Còn mấy chai nhỏ nhỏ mà có hương hiệu á là mình mua, còn cái này là ở nhà người ta khèo nè. Ở nhà làm á. Dạ. Yeah. Cái đó em nghĩ cả lít á. Nhiều lắm á. Ừ. Chai đó em nghĩ nhà mình ăn cả năm á. Ăn lâu lắm, nước màu này ăn lâu lắm. Mà cái hạn dùng của nó cũng 1 năm thôi, nhưng mà tại vì thôi mình mua qua mình làm quà đó. Tại nước màu bên đây á mua ngoài chợ ăn không có ngon bằng cái mình mua bên kia đem qua đây. Này là kêu là cái gì sâm nè, không biết, không mua mà quên rồi. Cái này để nấu canh, hầm xương hoặc là uống như trà, bỏ vô ngâm với nước nóng đó, nó ra nước uống, nghe nói là uống nó bổ. Cho nên mình mua. Cái thùng này là em mua mấy cái đồ mỹ phẩm, kem phấn này của em. Đó, mấy kem phấn dưỡng da này kia nè. Già rồi. Thôi để cái thùng này nguyên thùng này cho em đi. Giờ này bên đây là người ta đi ngủ hết rồi, còn hai vợ chồng lo khui thùng. Giờ bỏ cái đó vô trong cái bao cho nó gọn. Cái đó em không biết bao tới khi nào mới hết anh. Nhiều lắm luôn á. Em lấy ra hết rồi, còn vali trống không á. Để ngày mơ thì đem bỏ ra ngoài nhà xe cho nó gọn. Bây giờ lấy mấy cái túi để mà mình phân ra từng túi mình đem biếu. Cái tôm khô nè. Anh ấy cho mấy người cà phê hả? Cà phê với mứt dừa phải không? Ừ. Ăn tiêu này nhiều lần mà không có chấm đem cho hả? Cho người ta lần trước á hai vợ chồng không có biết. Nên là tại vì nghĩ là mình ai cho mình mấy cái tiêu này ăn thì mình thích lắm. Cho nên mình nghĩ vậy cái mình cũng đem tiêu qua rồi cái đem cho mấy người bạn á. Thì có một người họ trả lại, họ nói là họ không có nhận tiêu. Tại vì họ nói tiêu á là tiêu tùng, tiêu tan, tiêu đời, tiêu gì đó không biết. Mà thật sự hai vợ chồng không có biết, không có rành cái đó. Cứ nghĩ là mấy cái này đem qua chắc nó quý, cho nên mình đem qua mình đem biếu bạn bè ăn á. Thì cái đó bạn cũng chủ làm, cũng bạn quen sơ sơ thôi, nói chung cũng mới thân. Cho nên là rút kinh nghiệm đợt này á, là mình chỉ cho tiêu á, là những người ở trong nhà, trong gia đình thôi. Chứ không có dám cho bạn bè nữa, sợ bị trả lại thì cũng người ta cũng ngại mà mình cũng kỳ. Cho nên là thôi, chỉ cho bánh mứt là tốt nhất. Tới giờ anh còn đi lụm cái đó anh chưa hết nữa hả? Còn nằm rẽ rác còn rẽ rác nhiều nơi.